Thưa quý vị, Hội Tràm là một trong những bãi biển vùng biển đẹp ở huyện Xuyên Mộc vì có bãi cát thoải rộng trác mịn, có sinh cảnh rừng, biển, núi đá phong phú. Tuy nhiên, nhiều năm liền khu vực này ngập trong rác khiến bãi biển ô nhiễm nặng nề. Đầu năm 2020, chính quyền huyện Xuyên Mộc đã vào cuộc quyết liệt để làm sạch biển Hội Tràm. Đến nay, bãi biển đang dần được trả lại môi trường trong lành thơ mộng vốn có. Trước đây, bãi biển Hội Tràm huyện Xuyên Mộc thường xuyên trong tình trạng ngập rác, từ túi ni lông, ngư lưới cụ, các loại rác thải sinh hoạt đến xà bần, củi mục. Quyết tâm thay đổi môi trường biển, tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc và Ủy ban Nhân dân xã Phước Thuận đã thống nhất làm sạch biển bằng các giải pháp bài bản bền vững như dọn vệ sinh môi trường kết hợp với sắp xếp trật tự khu vực kinh doanh hải sản, khu vực neo đậu ghe thuyền. Huyện cũng tổ chức cho các hộ kinh doanh, các chủ phương tiện, ghe thuyền ký cam kết đổ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, lập tổ thu gom rác thường xuyên tại bãi biển, lắp đặt trên 35 giỏ rác công cộng vào bãi biển để người dân và du khách có nơi bỏ rác đúng chỗ, cũng là thuận tiện cho công tác thu gom, xử lý rác. Chính quyền địa phương đang tiến hành quy hoạch bãi biển Hồ Tràm theo hướng sắp xếp ổn định khu vực kinh doanh hải sản, neo đậu tàu thuyền cho hơn 300 hộ dân. Đấy vừa tạo thêm sản phẩm du lịch, vừa tránh tình trạng người dân lấn chiếm bờ biển gây mất vệ sinh, mất mỹ quan.